Với cái mũi vlog người Long An, sống người Long An. Thì hôm nay vợ mình chiên thịt với nấu canh chua cho mình ăn là ngon lắm các bạn. Còn vợ mình thì ăn bún riêu các bạn. Bún riêu chấm mắm ngon hết sảy luôn. Thôi mời các bạn ăn cơm cùng hai vợ chồng mình nhé các bạn. Rồi mời các bạn ăn cùng mình nhé. Thank you.
quá. Bấm chậm bây giờ.